nhớ hàng hoa rồi, năm nào phải vào đây. Đi thuyền vào đây chỉ ăn cơm của hoa thôi mà, xong rồi đi ra thôi mà. Đây chú đứng vào đây chú con này. Đấy là đứng chú Tâm Phúc cái này, quán hoa này. Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng cao nắng mới lên, vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền, gió theo lối gió mây đường mây, dòng nước buồn thiêu qua bắp lay, thuyền ai đậu bến sông Trăng đó, có chở Trăng về kịp tối nay. Mơ khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị tiếp tục chuyến du ngoạn nhé. Nổi lên giữa dòng sông Hương, phía trái kinh thành Huế, giữa phố xá tấp nập ồn ào, con đường rẽ vào cồn Hến bỗng nhiên yên tĩnh. Một khung cảnh yên bình hiện ra với bến sông rặng tre xanh mát. Theo thuyết phong thủy, các nhà quy hoạch kiến trúc đầu thế kỷ thứ 19 đã mang yếu tố tâm linh để siêu nhiên hóa và hình tượng hóa chúng thành con rồng và con cọp ở trong thế rồng trầu hổ phục để bảo vệ vương quyền. Không hiểu vì đâu mà người Huế gọi Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ là hai cái cồn, song lại gọi những cồn khác cũng trên con sông này là đảo. Ở giữa vùng hạ lưu, cồn Hến lớn hơn nhiều so với cồn Giã Viên, cũng chia sông Hương ra làm hai nhánh. Cồn Hến từ thời Chúa Nguyễn được chọn làm trường thi để tuyển nhân tài. Bản đồ cổ Giáp Ngọ đã ghi trường thi 6 năm tổ chức một lần. Ngày xưa, hai khe nước giữa cồn phủ sa lấp cảng, tôm cá rất nhiều. Đêm đêm, người dân đến đây soi đơm bắt, đèn đuốc sáng cả góc trời, nên người ta gọi là xứ Cồn Cạn. Phường Giang Hiến ra đời trên đất xứ Cồn Cạn lại không theo nghề tôm cá mà theo nghề cào hến dọc sông. Để cho bà ăn đi nấu cơm ăn. Bà không biết ăn cơm hến. Ở đây thôi kìa. Có đúng không biết ăn cơm hến không bà? Thế mà động cái là ông trợn mắt dầm chân, có dầm chân không? Lành lắm. Trai sư Huế thấy hiền. Trai sư Huế hiền. Chán à? Một vợ một con mà chưa nuôi nổi, mua cho chiều vợ. Ông Yên không con gái Huế chiều chồng. Bởi ngày này mà cồn Hến trở thành cái nôi của món cơm Hến Huế. Từ một ốc đảo nhỏ thuở xưa, nay cồn Hến đã là một vùng đất cao giáo với diện tích gần 25 hecta thuộc phường Vĩ Dạ. Ở đó dân cư đông đúc với đền chùa, trường học. Cồn Hến ngoài nổi tiếng cơm Hến còn nổi tiếng món chè bắp với tên gọi chè bắp xứ Cồn, thơm và rất thanh ngọt. Phía trên cồn Hến còn có 5 cụm đảo nổi nhỏ, người Huế gọi là đảo Ông Sắt. Tên gọi này xuất phát từ việc ông Võ Sắt là người dân Vạn Đò thường xuyên kè chắn lập miếu thờ Thiên Yana và lơ hương đèn trên đảo, rồi sau đó trở thành người Vạn Đò đầu tiên ở khu vực này lên đảo làm nhà ở. 5 cụm đảo này bây giờ là đất lành cho 400 thuyền neo đậu sinh sống. Nằm bình yên trong miền quê đầy hoa thơm trái ngọt, từ xưa đã nổi tiếng là miền gái đẹp. Ngay cả đống quân vương cũng từng bao thở chạnh lòng, đã được lưu truyền trong câu ca Kim Long có gái mỹ miều, chấm thương, chấm nhớ, chấm liều, chấm đi. Kim Long còn là nơi lưu giữ bao kiến trúc nhà vườn xứ Huế. Điển hình là xóm nhà vườn Phú Mộng ăm ấp màu xanh và hoa trái. Ngắm nhìn nhà vườn An Hiên nằm ngay bên dòng sông, bốn mùa hoa thơm trái ngọt, mới thấy đây thật sự là một bảo tàng hoa cỏ điển hình cho nhà vườn xứ Huế, như muốn thách thức với thời gian. Người Huế lập nhà vườn bên sông Hương trước hết là tìm nơi cư ngụ của tâm hồn trước dòng chảy bình yên của con sông và biến động của trần gian, sau đó là ước vọng
sẽ để lại chút di sản tinh thần cho con cháu đời sau. Ghé thăm vườn thanh trà Lương Quán Nguyệt Điều bên sông, đến mùa thanh trà chĩu quả, cũng chính là lúc ta cảm nhận được vị ngọt của dòng nước và mùi thơm của sông Hương đã thấm đẫm trong từng múi thanh trà, khó có thể tả hết. Nhưng cứ thử nhìn làn môi dịu mềm của cô gái Huế nhấm nháp ngon lành múi thanh trà xứ sở, sẽ biết hương vị đó đã làm hồng đôi má người con gái ra sao. Phường Đúc bên sông Hương với làng Đúc Đồng nổi tiếng có gần 400 năm tồn tại. Từ mảnh đất này, những người thợ khéo tay đã sản sinh ra những cửu đỉnh, cửu vị thần công, những đồ ngự dụng và cả tiếng chuông linh mụ, canh gà thọ cương nổi tiếng. Vẫn còn đây, thôn Vĩ Dạ ngày xưa đã từng là nguồn cảm hứng của thi ca. Năm tháng trôi qua, những vườn cau trong thơ Hàn Mặc Tử không còn nữa, nhưng vẫn còn đó chén chè bắp, tô cơm hến nơi xứ Cồn. Đây là vùng đất từng được các vương quan ngày xưa dùng làm nơi cư ngụ, tạo nên một miền phủ đệ có 102 trong cả nước, để lại dấu ấn không chỉ về mặt kiến trúc mà còn dấu ấn về đời sống quý tộc quan lại phong kiến thời xa xưa. Từ thuở xa xưa đã có khoảng 10 bến đò ngang dọc. Bao nhiêu tên gọi bến đò xưa đã từng in sâu vào ký ức người Huế: bến đò Tuần, bến đò Than, bến đò Trường Súng, bến đò Đập Đá. Bến đò này cũng đã đưa cả lớp lớp học trò với những mái tóc thề, những tà áo trắng cùng những mối tình thơ mộng sang sông. Hay xuôi về Đập Đá, chính trên những chuyến đò này ngày xưa là nơi vang vọng câu ca mái nhì mái đầy nổi tiếng xứ Huế: đò từ Đông Ba, đò qua Đập Đá, đò từ Vĩ Dạ thẳng ngã Ba Sình, lờ đờ bóng ngã trăng chênh, tiếng hò xa vọng nhắn tình nước non. Có một điều không thể không nhắc đến khi nói về đời sống sông Hương là vạn đò xứ Huế. Một vạn đò trên sông Hương ngày xưa tương đương với một phường trên bờ. Đó là đơn vị hành chính nhỏ nhất và cũng là đơn vị căn bản của tổ chức hành chính trên sông. Đúng quân, rước hồn. Chị, tôi hỏi chị thôi. Chị bảo rước hồn ra ai coi chị nhờ? Đâu, rước hồn là rước hồn cô. Có chụp đi chắc là đi trên bờ. Chẳng là giặt rũ gì ông ấy không mang. Ông từ từ ông lên, ông thấy rồi ngã cái chết thôi. Đoàn cũng phải hơn 20 người. 8 người. Rồi. Chào chị nha, chào anh nha. Bắt nguồn từ dãy Trường Sơn hùng vĩ, sông Hương là một con sông mãnh liệt, lắm thác nhiều gành. Và sông Hương cũng là nơi chất chứa, in dấu bao nỗi thăng trầm của lịch sử, để rồi trải qua bao thế hệ, khi con người sinh ra và lớn lên lại nhìn dòng sông với một góc nhìn đầy minh triết và kiêu hãnh của một đời sông. Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng Hàng Cao nắng mới lên, vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền, gió theo lối gió, mây đường mây, dòng nước buồn thiêu qua bắp lay, thuyền ai đậu bến sông Trăng đó, có chở Trăng về kịp tối nay. Mơ khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra, ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Bây giờ thì tôi có một câu đố dành cho các bạn. Tôi sẽ đọc một khổ thơ gồm 4 câu thơ và các bạn thử đoán xem là tôi đang có mặt tại địa điểm nào. Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng Hàng Cao nắng mới lên, vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Chắc là không khó để các bạn thể đoán ra tôi đang có mặt tại phường Vĩ Dạ, trước đây là thôn Vĩ Dạ.
Và con đường Hàn Mặc Tử mà tôi đang có mặt ở đây là nơi tập trung của rất nhiều quán cơm Huế nổi tiếng của thành phố Huế. Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng cao nắng mới lên, vườn ai mượt quá xanh như ngọc. Lá trúc che ngang mặt chữ hiền, gió theo lối gió mấy đường mây, gió theo lối gió mấy đường mây, dòng nước ai đổ bên sông trắng đỏ, có chờ trắng về kịp tối nay. Mở khách đường xa, khách đường xa. Cái nêu để đưa rước cái tổ cô để lên dự cái lễ hội bên kia, lễ hội đàn. Ta sang xem. Bây giờ thì tôi có một câu đố dành cho các bạn. Tôi sẽ đọc một khổ thơ gồm 4 câu thơ và các bạn thử đoán xem là tôi đang có mặt tại địa điểm nào. Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng cao nắng mới lên, vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Chắc là không khó để các bạn thể đoán ra tôi đang có mặt tại phường Vĩ Dạ, trước đây là thôn Vĩ Dạ. Và con đường Hàn Mặc Tử mà tôi đang có mặt ở đây là nơi tập trung của rất nhiều quán cơm Huế nổi tiếng của thành phố Huế. Xuôi từ khi đất nước hết chia đôi, em về thân kinh, còn ta đất khách xa xôi. Ta đếm lá thu tàn buồn bước đời, gom góp những kỷ niệm thuở yếu người. Biết giờ con áo trắng thướt tha cho lá trúc nghiêng vai, từ đổ biệt ly người đi hun hút bóng chim bay. Trên nẻo đường mây lòng say rứt nhớ khôn khuấy, theo ngõ chúng ta về phố Huế buồn, quanh quất mãi đi tìm một bóng người. Chiều nghiêng nghiêng non tóc gió ai bay, ngỡ em qua trường tiền. Cái chất Huế rất thâm sâu như tình con với mẹ, âm ỉ như mạch ngầm, như than hồng vùi dưới tàn tro. Nước sông Hương qua đập đá trở thành sông Như Ý, xuôi về bát ngát ruộng đồng Hương Thủy. Cái đập đá quen thuộc của người dân Vĩ Dạ nay đã là lằn ranh giữa hai màu nước đỏ xanh của sông Hương và sông Như Ý. Bên cạnh nó là con đường mang tên thi sĩ Hàn Mặc Tử, gắn liền với bài thơ nổi tiếng Đây Thôn Vĩ Dạ. Trở lại Huế Mây Trừ cũng có nhiều thay đổi. Những quán cà phê mang đậm nét kiến trúc xưa mọc lên tiếng mưa đồng. Đến ngã ba Nguyễn Sinh Cung và đường Tuy Lý Dương Ưng Bình quẹo vào, đây rồi thôn Vĩ. Vẫn còn nhiều ngôi nhà nằm yên ắng giữa vườn cây xanh. Bên gốc sân nhà là những bàn thiên thờ ông bà dì họ. Bức bình phong đặc trưng kiến trúc cố đô Huế nằm chặn ngay giữa sân.
khiến cho khách và chủ khó thấy mặt nhau. Nó còn biểu hiện sự kín đáo che chắn, giống như nội tâm của người xứ Huế. Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng cao nắng mới lên, giường ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền, gió theo lối gió, mây đường mây, dòng nước buồn thiêu qua bắp lay, thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay. Mơ khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra, ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Rời thôn Vĩ đi ngược lại đường Tuy Lý Dương, qua bên kia đường thì du khách đặt chân lên cầu Phú Lưu, còn gọi là Hương Lưu. Bên cạnh nó là con đường mang tên thi sĩ Hàn Mạc Tử, gắn liền với bài thơ nổi tiếng Đây Thôn Vĩ Già. Trở lại Huế bây giờ cũng có nhiều thay đổi. Những quán cà phê mang đậm nét kiến trúc xưa mọc lên khá nhiều. Có nơi còn kèm theo các món ăn như nhà hàng Dường, biệt phủ Thảo Nhi cạnh Lăng Khải Định, một địa chỉ rất ấn tượng. Rồi vườn Ngự Hà số 68 đường Mậu Thân trong thành nội, hay quán cà phê Ca Thi số 181 cũng trên đường Mậu Thân. Còn ở đây, con đường Lê Lợi chấm hết ngay đập đá. Bên đây thôn Vĩ Dạ, nó lại mang tên Nguyễn Sinh Cung. Nằm trên đường này là quán cà phê Vĩ Dạ xưa, một quán cà phê với lối kiến trúc cổ hài hòa cùng thiên nhiên vườn xung quanh. Từ lâu, người ta xem nhà vườn Huế là một chút xanh giữa thành phố tím, là một chút tĩnh lặng giữa tiếng chuông thiên mụ buông giữa dòng hương, một chút thanh trong vị cay của ớt Đông Ba. Nó như giữ nhịp cho đất thần kinh, một nhịp trầm và sâu như tính cách của con người Huế. Do vậy, những quán cà phê vườn đã hình thành, nó mang tiếng rì rầm nho nhỏ tượng tình của khách đến quán, thả hồn vào tiếng nhạc nhẹ nhẹ, bay lất phất như những hạt mưa ngoài kia, để đọc những câu thơ, câu đối, tục ngữ, ca dao để soi mình lại. Thi sĩ Bùi Giáng đã phán: dạ thưa xứ Huế bây giờ vẫn còn núi ngự bên bờ sông Hương. Trong bài thơ Mai Rồi xứ Huế của Quy Trụ, có thể làm cho du khách đến Huế ngồi uống cà phê ngắm mưa bay, bỗng chốc trở thành thi sĩ, còn không cũng thành kẻ lãng du. Áo mộng mơ mơ chiều xứ Huế, tôi lạc vào em quá dịu dàng. Gốc táo cuối mùa rung rẩy lá, quả còn rụng xuống nỗi đa mang. Tôi gánh cuộc đời đi tứ xứ, đâu biết dòng hương nước tím bờ. Và chiều thôn Vĩ cho tôi gặp một nét mây buông Huế mộng mơ. Cùng quý vị, trong cuốn băng này sẽ không có lâu đài thành quách, cung điện nguy nga hay lăng tẩm dương triều, mà chỉ có cuộc sống hiện đại của Huế, hơi thở của người dân xứ Huế. Có chăng thì cũng trong ca dao tục ngữ. Từ những khối đá hoa, đá cẩm thạch với nhiều hoa văn, màu sắc đẹp mê hồn của những ngọn núi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trên vùng cát trắng, các nghệ nhân dân gian đã dày công làm cho làng đá điêu khắc này phát triển và trở thành thương hiệu gian danh rộng khắp. Tháng 7 mưa ngầu nên không lạ gì
khi một cơn mưa bất chợt đổ xuống. Kể cũng hay, chúng ta như có dịp để hít hà cái lạnh của cơn mưa miền Trung, thử xem khác thế nào so với hồi ở Sài Gòn. Đất miền Trung nhỏ hẹp eo thon, mưa với gió bào mòn từng lớp đất, bãi cát mênh mông, mẹ gánh gồng nặng nhọc, cha gù lưng lọc cọc đẩy xe thồ. Mảnh đất miền Trung dầu dãi nắng mưa, những nón bài thơ xứ Nghệ mang hình bóng quê hương, lợp vào đây trăm mến ngàn thương. Nó anh gửi tặng nón bài thơ quê mẹ, gửi cho em dòng sông của bề cạn trắng trên trời mờ, tình đôi ta từ bầy đến giờ vẫn còn như chiếc nón bài thơ. Nói đến cù lao Chàm, người dân địa phương giới thiệu với khách phương xa bằng chia hai bờ đông tây, làm cho mọi vẻ đẹp nên thơ của dòng sông được bộc lộ một cách hoàn hảo nhất. Cho đến nay, đây là cây cầu quay độc nhất và duy nhất tại Việt Nam mang tên của chính con sông nó bắc qua. Cây cầu đặc biệt này được xem là biểu tượng cho sức bật dồi dào của Đà Nẵng, thành phố trù phú nhất dải đất miền Trung Việt Nam. Dân ở đây tự hào về con đường bạch đằng tuyệt đẹp, cũng như tự hào về dòng hàng gian đầy thơ mộng này lắm. Nhưng với khách du lịch, dường như những cây cầu lộng lẫy bắc qua con sông Hàn trữ tình lại có sức hút hơn cả. Đến đây rồi, bất kỳ du khách nào cũng muốn nhanh chóng đặt chân lên cây cầu xoay nổi tiếng, và ai cũng muốn có vài vô hình với cầu Hàn để làm kỷ niệm hết đó. Ở Sài Gòn mình có chụp hình gấp, 5 phút lấy liền đã thấy cấp tốc dữ rồi. Nhưng ở đây, thợ treo bảng chụp hình 1 phút lấy liền, đúng là chính hiệu tốc hành thiệt. Mà dịch vụ này hút khách lắm nha quý vị. Để ý thấy, cứ chốc chốc là có khách du lịch cũng như dân địa phương vui vui dừng chân lại kêu thợ chụp vài phô ảnh. Chắc mọi người đều ấn tượng với tấm biển quảng cáo tuyệt dừng chân hóng gió từ con sông Hàn êm dịu, đặt chân trên những cây cầu nhiều cái nhất, và hơn hết là tham gia vào hành trình du ngoạn sông Hàn về đêm. Quý vị có thể mua vé để có mặt trên chiếc du thuyền rực rỡ như thế kia và nhâm nhi ly cà phê hay vui đùa cùng gia đình, bạn bè, cùng thư giãn với những món ăn đặc trưng miền đất này, nghe giọng hò xứ Quảng dễ thương. Đứng trên vỉa hè và đưa mắt nhìn, ta có cảm sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng Hàn cao nắng mới lên, vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền, gió theo lối gió mây đường mây, dòng nước buồn thiêu qua bắp lay, thuyền ai đậu bến sông Trăng đó, có chở Trăng về kịp tối nay. Mơ khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra, ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Rời thôn Vĩ đi ngược lại đường Tuy Lý Dương, qua bên kia đường, còn ở đây con đường Lê Lợi chấm hết ngay đập đá. Bên đây thôn Vĩ Dạ, nó lại mang tên Nguyễn Sinh Cung. Nằm trên đường này là quán cà phê Vĩ Dạ xưa, một quán cà phê với lối kiến trúc cổ hài hòa cùng thiên nhiên vườn xung quanh. Từ lâu, người ta xem nhà vườn Huế là một chút xanh giữa thành phố tím, là một chút tĩnh lặng
giữa tiếng chuông thiên mù buông giữa dòng hương. Một chút thanh trong vị cay của ớt Đông Ba, nó như giữ nhịp cho đất thần kinh. Một nhịp trầm và sâu như tính cách của con người Huế. Do vậy, những quán cà phê vườn đã hình thành. Nó mang tiếng rì rầm nho nhỏ tự tình của khách đến quán, thả hồn vào tiếng nhạc nhẹ nhẹ, bay lất phất như những hạt mưa ngoài kia, để đọc những câu thơ, câu đối, tục ngữ, ca dao, để soi mình lại. Thi sĩ Bùi Giáng đã phán: dạ thưa xứ Huế bây giờ vẫn còn núi ngự bên bờ sông Hương. Trong bài thơ Mai Rồi xứ Huế của Quy Trụ, có thể làm cho du khách đến Huế ngồi uống cà phê ngắm mưa bay, bỗng chốc trở thành thi sĩ, còn không cũng thành kẻ lãng du. Áo mộng mơ mơ chiều xứ Huế, tôi lạc vào em quá dịu dàng. Gốc táo cuối mùa rung rẩy lá, quả còn rụng xuống nỗi đa mang. Tôi gánh cuộc đời đi tứ xứ, đâu biết dòng hương nước tím bờ. Và chiều thôn dĩ cho tôi gặp một nét mây buông Huế mộng mơ. Tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn. Hẳn bạn sẽ liên tưởng ngay với những bản tình ca ngọt ngào sâu lắng, những chiếc nón bài thơ, những câu hò ầu ơ dí dặm, những kiến trúc nhà rường lối cổ độc đáo và cả những quán cà phê thơ mộng trữ tình. Với một vẻ đẹp thiên nhiên mang tính ngẫu hứng, cà phê vĩ dạ xưa như đưa bạn lạc vào chốn Bồng Lai bởi một không gian đầy thơ mộng. Sự khéo léo trong cách sắp đặt bài trí không gian, cùng những đôi quan chiếc húng, cái cầu kiều bắc ngang qua con suối nhỏ, cùng những vật dụng nơi đây đều mang nét hoài cổ, tạo cho ta cảm giác bâng khuâng, nhẹ nhàng đến khó tả. Nếu đã ghé đến vĩ dạ xưa, bạn có thể thưởng thức nhiều loại thức uống đặc trưng của quán. Điều đặc biệt nhất là bạn hãy chọn cho mình một ly trà cung đình được pha chế theo công thức riêng của quán. Hay bạn hãy thử nhâm nhi một ly cà phê vĩ dạ xưa, cảm nhận vị khác biệt với những ly cà phê bạn từng uống. Ngồi giữa Huế, lặng nghe những khúc nhạc du dương, thưởng thức hương vị nồng nàn của những tách cà phê, nhìn ngắm dòng sông Hương ngọt ngào thơ mộng. Vĩ dạ xưa như mang đến cho bạn những trải nghiệm về Huế mà chỉ khi đến đây bạn mới cảm nhận hết được. Bên đây thôn Vĩ Dạ, nó lại mang tên Nguyễn Sinh Cung. Nằm trên đường này là quán cà phê Vĩ Dạ xưa, một quán cà phê với lối kiến trúc cổ hài hòa cùng thiên nhiên vườn xung quanh. Từ lâu, người ta xem nhà vườn Huế là một chút xanh giữa thành phố tím, là một chút tĩnh lặng giữa tiếng chuông thiên mù buông giữa dòng hương. Một chút thanh trong vị cay của ớt Đông Ba, nó như giữ nhịp cho đất thần kinh. Một nhịp trầm và sâu như tính cách của con người Huế. Do vậy, những quán cà phê vườn đã hình thành. Nó mang tiếng rì rầm nho nhỏ tự tình của khách đến quán, thả hồn vào tiếng nhạc nhẹ nhẹ, bay lất phất như những hạt mưa ngoài kia, để đọc những câu thơ, câu đối, tục ngữ, ca dao, để soi mình lại. Thi sĩ Bùi Giáng đã phán: dạ thưa xứ Huế bây giờ vẫn còn núi ngự bên bờ sông Hương. Trong bài thơ Mai Rồi xứ Huế của Quy Trụ, có thể làm cho du khách đến Huế ngồi uống cà phê ngắm mưa bay, bỗng chốc trở thành thi sĩ, còn không cũng thành kẻ lãng du. Áo mộng mơ mơ chiều xứ Huế, tôi lạc vào em quá dịu dàng.
Gốc táo cuối mùa rung rẩy lá, quả còn rụng xuống nỗi đa mang. Tôi gánh cuộc đời đi tứ xứ, đâu biết dòng hương nước tím bờ. Và chiều thôn dĩ cho tôi gặp một nét mây buông Huế mộng mơ. Giữa cuộc sống đô thị sôi động ồn ào, con người luôn tìm đến một không gian yên tĩnh thư giãn tâm hồn là một điểm đến đầy thú vị. Đã và đang trở thành một địa chỉ quen thuộc. Tổng thể nhà Rường được quy hoạch kiến trúc theo các nguyên tắc của thuật phong thủy, và minh đường là yếu tố mặt nước được thể hiện bằng cái ao sen nằm sau hòn Non Bộ. Những bộ bàn ghế được trang trí như những bức tranh dân gian sống động. Đội ngũ nhân viên có phong cách chuyên nghiệp, phục vụ rất chu đáo, nhiệt tình. Vừa không phải là môi trường trẻ trung sôi động, mà là một không gian yên bình, sang trọng, ấm cúng và lịch sự. Sẽ tìm thấy cảm giác thư giãn và cảm nhận giá trị đích thực của cuộc sống. Những bộ bàn ghế được trang trí như những bức tranh dân gian sống động. Đội ngũ nhân viên có phong cách chuyên nghiệp, phục vụ rất chu đáo, nhiệt tình. Có nhiều loại thức uống rất ngon như cam ép, ổi ép, cà phê, vân vân. Quán còn phục vụ điểm ăn sáng và cơm trưa văn phòng. Đặc biệt với những món ăn mang đậm chất miền Trung như bún bò Huế, phở bò, bánh cuốn. Quán cà phê Vĩ Dạ xưa, một quán cà phê với lối kiến trúc cổ hài hòa cùng thiên nhiên vườn xung quanh. Từ lâu, người ta xem nhà vườn Huế là một chút xanh giữa thành phố tím, là một chút tĩnh lặng giữa tiếng chuông thiên mụ buông giữa dòng hương, một chút thanh trong vị cay của ớt Đông Ba. Nó như giữ nhịp cho đất thần kinh, một nhịp trầm và sâu như tính cách của con người Huế. Nhắc đến Huế, hẳn bạn sẽ liên tưởng ngay với những bản tình ca ngọt ngào sâu lắng, những chiếc nón bài thơ, những câu hò ầu ơ dí dặm, những kiến trúc nhà Rường lối cổ độc đáo và cả những quán cà phê thơ mộng trữ tình. Với một vẻ đẹp thiên nhiên mang tính ngẫu hứng, cà phê Vĩ Dạ xưa như đưa bạn lạc vào chốn Bồng Lai bởi một không gian đầy thơ mộng. Sự khéo léo trong cách sắp đặt bài trí không gian cùng những đôi quan chiếc húng, cái cầu kiều bắc ngang qua con suối nhỏ, cùng những vật dụng nơi đây đều mang nét hoài cổ, tạo cho ta cảm giác bâng khuâng, nhẹ nhàng đến khó tả. Nếu đã ghé đến Vĩ Dạ xưa, bạn có thể thưởng thức nhiều loại thức uống đặc trưng của quán. Điều đặc biệt nhất là bạn hãy chọn cho mình một ly trà cung đình được pha chế theo công thức riêng của quán. Hay bạn hãy thử nhâm nhi một ly cà phê Vĩ Dạ xưa, cảm nhận vị khác biệt với những ly cà phê bạn từng uống. Ngồi giữa Huế, lặng nghe những khúc nhạc du dương, thưởng thức hương vị nồng nàn của những tách cà phê, nhìn ngắm dòng sông Hương ngọt ngào thơ mộng. Vĩ Dạ xưa như mang đến cho bạn những trải nghiệm về Huế mà chỉ khi đến đây bạn mới cảm nhận hết được. Dòng nước buôn thiếu hoa cắp lay, thuyền ai đổ bên sông trắng đỏ có chờ. Trắng về kịp tối nay, mở khách đường xa, khách đường xa.
sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên, vườn ai mượt quá xanh như ngọc, là trúc che ngang mặt chữ điền. Gió thiếu lối gió mấy đường mây, gió theo lối gió mấy đường mây, dòng nước buồn thiếu hoa bắp lay, thuyền ai đâu bên sông trắng đỏ, có chờ trắng về kịp tôi này. Mở khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá, nhìn không ra ở đây sương khói mơ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà, ai biết tình ai có đậm đà.